Ba lợi ích cho người lên nhà mới. Tôi biết rằng khi bạn lên nhà mới thì có rất là nhiều thứ phải mua sắm khiến bạn tốn kém nhiều tiền và hoang mang. Điều đầu tiên các bạn nghĩ tới đó là phòng thờ. Và phòng thờ chuẩn phong thủy sẽ như thế nào? Nó là bao nhiêu tiền? Các bạn đang lo lắng đúng không ạ? Vậy thì video này dành cho bạn với ba lợi ích mà chỉ chuyên gia mới biết. Đặc biệt là lợi ích thứ ba không ai nói với bạn. Nhưng hôm nay chia sẻ với bạn về ba lợi ích mà bạn nhận được, lợi ích độc đáo khiến cho bạn có được hạnh phúc và không tốn tiền nha. Hãy xem hết video này để biết lợi ích thứ ba là quan trọng nhất như thế nào. Một là tư vấn miễn phí phù hợp nhu cầu khách hàng. Chào cháu. Dạ chào cháu cô ạ. Cháu muốn mua bộ đồ thờ đúng không? Dạ vâng ạ. Thế cháu hỏi đây, cháu muốn cô tư vấn giúp cháu. Đây tất cả bộ đồ thờ đây. Cô bày mẫu đây nhá. Dạ vâng. Đây từng dòng một này. Đây là dòng này là dòng men nam. Dạ vâng. Hàng tầm này là tầm trung. Vâng. Còn cao cấp hơn. Đây là hàng vẽ vàng 24K. Dạ vâng. Dòng này là dòng cao cấp. Loại này là đắt tiền nhất là cô. Loại này là đắt tiền. Dạ vâng. Cổ kính hơn nữa là cháu xin mời cháu sang đây. Là men dạn này. Đấy, tất cả sản phẩm ở đây đều là gốm Bát Tràng và làm thủ công. Nên mỗi một sản phẩm trên đều có nét hồn riêng. Vì thế cho nên có nét đậm nét nhạt cháu nhìn đấy. Cô ơi, cháu mới làm nhà xong đấy. Điều kiện cháu vẫn còn eo hẹp, cháu muốn lấy cái bộ bình thường thôi. Tầm này là tầm trung rồi. Vâng. Tầm này là tầm trung thì ban thờ nhà cháu có to không? Có rộng ban thờ nhà cháu 1m7 ạ. 1m7 thì cháu có thể cháu sử dụng bộ này được. Vì là cái bộ này này là rất là phù hợp với cái đấy vừa tầm. Vâng. Cái bộ này gồm 3 bát hương, 1 bát 20 và 2 bát 18 nhá. Vâng ạ. Bộ này là 14 sản phẩm. Tổng giá là 3.296.000. Vâng. Còn dòng này là cao cấp hơn thì không nói này. Vâng. Cháu ưng bộ này vì là nhìn nó nhã mà nó mát mẻ. Ừ. Thế bây giờ cháu chốt lại là cái bộ này cô gói cho cháu. Hay là tư vấn cách bốc bát hương chuẩn phong thủy. Cô tư vấn cho cháu là quy trình bốc bát hương. Vâng. Cháu mua bát hương về. Cháu nên lá cháu không còn lát hoặc lấy gừng tươi thái lát ra. Cộng với rượu trắng cháu tắm bát hương, sau đó cháu lấy khăn mới cho lau khô. Vâng. Đấy, trong bát hương cháu gồm có một tờ di hiệu. Vâng. Bằng giấy vàng, cái tờ di hiệu đấy là cháu viết chân linh của nhà cháu đấy, viết chân linh người thờ ấy. Mà trong bát hương này không thể thiếu bộ thất bảo, thất là bảy, gồm có thiết vàng, thiết bạc, xà cừ, sân hô, cổ phách, ngọc bích và mã lão. Cháu gói vào trong tờ giấy trang kim bằng vàng cùng với tờ di hiệu để trong lòng bát hương này. Sau đó cháu lấy cho cháu bốc từng lắm một, cháu vừa bốc vừa nói là sinh lão bệnh tử, lắm cuối cùng phải là sinh là được nhá, tuyệt đối không được ấn. Vâng, chặt bát hương à. Nếu để... còn thừa cho thì còn thừa thì cháu có thể cháu mang ra vườn cho rắc vào cây vào cuối không vấn đề gì. Dạ. Rồi cô lại dặn tiếp là cái bốc bát hương, quy trình bốc bát hương này, cứ cháu bốc hương mà ở nhà cũ mà cháu chỉ bốc bát hương thôi, cháu có thể cháu hương 7 ngày. Vâng. Nhưng nếu cháu mà lên nhà mới đấy. Vâng. Thì cháu phải thắp hương liên tục 21 ngày để cho ấm cái bát hương này nhá. Dạ dạ. Thì cháu cảm ơn cô nhé. Ừ, cô cảm ơn cháu. Cháu chốt lại cái bộ đấy cô gói về cho cháu, và có gì thì cháu chuyển khoản cho bên. Ừ. Nếu có gì thắc mắc xin liên hệ số hotline của nhà cô 0974738795. Mọi thắc mắc cô được tư vấn miễn phí. Vâng, dạ cháu cảm ơn cô nhá. Cảm ơn cháu. Vâng, cháu chào cô ạ. Ừ, cháu về nhá. Ba là giúp khách hàng hoàn thiện phòng thờ với ưu đãi ngay lần mua đầu. Dạ, chị cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn người dạy, cảm ơn cô chú. Dạ. Chúc tất cả các cái cửa hàng ở bên mình ngày một phát triển thịnh vượng trên toàn đất nước Việt Nam. Dạ. 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 Lên khách rất ưng. Và cuối cùng khách chọn bộ đình hạt sứ men dạn đề đồng bộ với bát hương chúng tôi đã set up trước đó. Không gian phòng thờ đã hoàn thiện. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ. Chào tất cả mọi người, tôi là nhân viên của gốm sứ Tam Hợp. Hôm nay tôi ship hàng cho bác. À, tại xã Lại Xuân. À, thưa cho bác sư. Dạ vâng. À. À.